về cái kem siêu phẩm của nhà BC Cosmetics nha mọi người. Đây, đây là một dòng sản phẩm kem body không thể thiếu cho tất cả các chị em phụ nữ, cũng như là dòng sản phẩm này sẽ đem lại cho tất cả các chị em một cái làn da trắng sáng, ngăn ngừa lão hóa và một cái làn da không bị mắc nắng nha mọi người. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm là siêu phẩm, là kem dưỡng trắng da quyến rũ toàn thân. Khi mà nhắc đến này là mọi người rất là thích rồi đúng không? Đây là dòng sản phẩm của hãng BC Cosmetics, và đặc biệt cái tên dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm là collagen tươi nha mọi người. Collagen tươi là những cái thành phần chứa những cái tinh chất collagen giúp da của mình ngăn ngừa lão hóa, làm trắng sáng da và nuôi dưỡng da từ sâu trong những cái lớp biểu bì ra tới cái bề mặt da này, để giúp cho da của chúng ta được sáng mịn và đặc biệt là căng bóng hơn. Thì đây là một dòng sản phẩm có đầy đủ giấy tờ của Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ qua về những giấy tờ của hãng BC Cosmetics này để đảm bảo niềm tin uy tín cho tất cả khách hàng gần xa. Hiện giờ là dòng sản phẩm này cực kỳ hot luôn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái gọi là cái giấy công bố của dòng sản phẩm này, mọi người thấy chưa? Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm là BC Cosmetics nè. Đây là kem trắng da quyến rũ toàn thân collagen tươi. Đây là dòng sản phẩm hầu như là hôm bữa giờ là rất là hot, được rất là nhiều chị em ở những cái spa uy tín, cực kỳ uy tín, và những cái spa lớn để alo cho em. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này á, để alo cho công ty bên em, cũng như là muốn là độc quyền của cái dòng chất kem này, cũng như là dòng sản phẩm này. Cái mùi hương thơm của nó rất là sang chảnh nè. Rồi cái nồng độ chứa những cái thành phần mà không gọi là không được phép sử dụng vào cái trong sản phẩm thì nó đều rất là ok nha mọi người, được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận an toàn, rất là chất lượng nha mọi người. Thì đã có hai cái tờ giấy nè, một là phiếu công bố và hai là cái kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Thì em khẳng định một câu là cái dòng sản phẩm này á là dòng sản phẩm rất là chất lượng, và chất lượng hàng đầu so với những dòng sản phẩm kem body hiện nay. Đây là dòng sản phẩm của hãng BC Cosmetics vừa mới ra mắt nhưng mà đã làm mưa làm gió trên những cái thị trường làm đẹp rồi. Nên mọi người mà muốn dưỡng trắng da trong cái dịp lễ Tết này thì đừng quên bỏ lỡ cái BC Cosmetics này, bởi vì để cải thiện một cái làn da trắng sáng, cũng như làn da mình mà hồi giờ xài quá nhiều kem mà nó vẫn chưa thấy trắng thì nên bỏ đi những cái loại kem cũ đi, tại vì nó không hiệu quả. Nên mọi người hãy bỏ đi và sử dụng theo cái dòng sản phẩm là BC Cosmetics này để có cái làn da trắng sáng hơn, mịn và đẹp hơn rất là nhiều. Và dòng sản phẩm này em vừa mới là gọi là trải nghiệm trong vòng 20 ngày qua, thì em cảm thấy da của em nó hoàn toàn có sự thay đổi. Lúc trước da của em là ngăm đen, là chai sần lì, cũng như là da của em gọi là khi mà ra nắng nhiều á, da nó hay bị cháy nắng á mọi người. Thì hôm nay da của em hoàn toàn mịn và mượt hơn rất là nhiều. Rất là nhiều chị khách hỏi em ơi em đã sử dụng cái dòng sản phẩm gì mà da em nó trắng và rất là mịn như thế. Thì em khẳng định đây là một dòng sản phẩm rất là thích hợp cho tất cả các chị yêu, cũng như là những cái chị nào mà có những cái làn da ngăm đen chai sần lì, hoặc là những bà mẹ đang cho con bú, những làn da mà gọi là muốn khắc phục đi cái làn da của mình thì nên lựa chọn cái em sản phẩm này. Vì cái đặc tính của dòng sản phẩm này, nó vừa cung cấp collagen ngăn ngừa lão hóa, làm trắng sáng da của body của mình, mà nó có độ chống nắng SPF 45 cộng, rất là an toàn và cực kỳ an toàn. Khi mà các chị đã sử dụng cái dòng BC Cosmetics này á, thì em cam kết luôn, những cái dòng sản phẩm khác thì mấy chị sẽ hoàn toàn là đánh giá rất là thấp, còn dòng sản phẩm này á mấy chị đánh giá rất là cao. Bởi vì thứ nhất là cái mùi hương của nó khá là sang trọng luôn, rất là sang luôn nha mấy chị. Mấy chị mà đã sử dụng rất là nhiều loại kem, ví dụ như những cái loại kem mà nó có những cái mùi hương mà nó rất là nặng, nó làm cho chúng ta khó chịu nè, những hoặc là khi mà mình đánh lên một cái chất kem nào đó mà nó bị bết dính nè, hoặc là nó lộ kem, hoặc là khi mà mình đụng xíu nước kem nó bận bận da, hoặc là nó đang bột da, mình cảm thấy rất là khó chịu và mất tự tin, thì đây là dòng sản phẩm sẽ khắc phục hết. Và đặc biệt là nó là một dòng sản phẩm gọi là hoàn hảo cho cái da body của tất cả các chị yêu luôn. Nó gọi hoa lên hả, cái chất kem nó thấm rất là nhanh luôn, nó thấm rất là nhanh, và đặc biệt là nó không hề gây cho da là gọi là bít tắc lỗ chân lông, nó không hề gây nhờn rít, và đặc biệt là cái độ chống nắng của nó rất là an toàn. Và khi mấy chị có thể là tự tin là mình đi ngoài nắng, khi mà mấy chị đi ngoài nắng mà quá gấp ấy, không thể nào mà mặc những cái bộ áo dài tay kịp ấy, thì mấy chị cũng hoàn toàn là tin tưởng cái dòng sản phẩm này, bởi vì nó cái độ chống nắng là SPF 45 cộng. Và khi mà đánh lên da trong vòng 1 tuần thì làn da của chúng ta cảm thấy là rất là mượt nha mọi người, nó sẽ cải thiện rất là mượt, rất là mịn, cũng như là không hề lộ kem luôn, nó không có một chút nào lộ kem mà nó thấm lĩnh vào da, nó như một cái làn da của mình trắng lên một cách rất là tự nhiên luôn. Khi mà dòng sản phẩm này mấy chị thoa trực tiếp lên da mà trong vòng khoảng là 7 ngày đó, thì làn da của mấy chị sẽ được ứng hồng lên và đặc biệt là rất là trắng sáng. Khi mà da đã trắng sáng rồi, mấy chị có thể là diện tất cả các bộ đồ mà mấy chị cảm thấy là hồi kia là da mà đen quá, không xài, không có diện được những cái bộ đó, thì hôm nay nếu mà đã sử dụng dòng sản phẩm này thì hoàn toàn có thể tự tin mặc tất cả các màu, cũng như tất cả các
bộ đồ mà mấy chị thích luôn. Đây là dòng sản phẩm gọi là quyến rũ toàn thân nha mọi người. Mọi người đã nghe tới cái từ quyến rũ toàn thân là mọi người đã hiểu được là dòng sản phẩm này nó sẽ giúp cho phụ nữ của chúng ta tự tin và quyến rũ hơn rất là nhiều. Và dòng sản phẩm này á, mà chị nào mà đã sử dụng cũng như là đã biết đến dòng sản phẩm này tại sao em thì đều với những cái lời khen ngợi rất là sâu sắc và chân thành. Dòng sản phẩm này thứ nhất khách khen về cái mùi hương, thứ hai là độ bết dính, độ gọi là độ thẩm thấu vào da nè, thứ ba là độ trắng và mặt tông da cũng khá là ok luôn. Đây là một cái dòng sản phẩm gọi là kem body cực kỳ hoàn hảo cho làn da của chúng ta. Và đây là dòng sản phẩm mà chị nào mà muốn dưỡng trắng da nè, hoặc là những bà mẹ bị sữa nè, những cái làn da chai sần lì, hoặc là những cái làn da gọi là khó mật tông, hoặc là đã xài rất là nhiều loại kem rồi nhưng mà vẫn chưa thấy trắng, thì hãy nhanh tay ngay bây giờ xem được video bên em thì hãy liên hệ cho em để được đặt hàng qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là muốn làm hệ thống hoặc là độc quyền với chất kem BC Cosmetics này, em cam kết luôn khi mấy chị đã sử dụng dòng sản phẩm nào mà nó quá chất lượng thì hầu như là mấy chị muốn kinh doanh luôn cái dòng sản phẩm đó. Tại vì cái dòng sản phẩm này đã rất là nhiều chị spa khi mà đã mà test xong ấy, hoặc là test trong vòng 7 ngày hoặc là 10 ngày đều có cái phản hồi rất là tốt về dòng sản phẩm này, khen ngợi rất là nhiều luôn nha mọi người. Đó thì dòng sản phẩm này thì không hề có một cái chút nào gọi là sai sót hoặc là những cái gì đó làm mấy chị ý kiến, không hề luôn nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm siêu phẩm cực tốt cho làn da và mấy chị á. Nhanh tay sở hữu được có một làn da trắng sáng, một cái làn da trắng rất an toàn. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này có thể là sử dụng cho mọi lứa tuổi, từ cái độ tuổi là 15 tuổi trở lên, bởi vì cái dòng sản phẩm này nó không hề gây một cái chút kích ứng nào cho da, không hề luôn. Được được giấy công bố của Bộ Y tế là hoàn toàn lành tính và đặc biệt không hề có một chút kích ứng nào cho làn da của chúng ta, nên cực kỳ an tâm và cực kỳ an toàn cho da. Nên mọi người hãy cân nhắc sử dụng những cái dòng sản phẩm nào mà cái dòng sản phẩm đó nó đem lại cái làn da trắng cũng như là đem lại cái hiệu quả cho làn da mình tốt nhất có thể, để làn da mình luôn luôn trong cái trạng thái là khỏe mạnh, là tràn đầy sức sống, cũng như là dàn làn da của mình ấy nó được tự tin. Khi mà làn da trắng thì lúc nào cảm thấy con người mình cũng rất là tự tin đó. Thì đây là dòng sản phẩm siêu phẩm hot body collagen tươi quyến rũ toàn thân cực kỳ hấp dẫn luôn nha mọi người. Ai mà đã sử dụng cái dòng sản phẩm này test lên rồi anh nhìn nè, bây giờ em mở cái chất kem ra cho mọi người xem nè, chất kem nè. Trời ơi, cái chất kem rất là mê luôn, cái kem này kem sữa chua nha mọi người, sữa chua nhưng mà sữa chua màu trắng luôn nè, không hề là gây bít tắc lỗ chân lông khêu, không hề luôn, thấm rất là nhanh. Và khi mà mấy chị sử dụng trong vòng một tuần, da cảm thấy rất là trắng, mùi hương rất là sang chảnh lắm luôn nha mọi người. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại hotline là 0933 766 739 hoặc là 0355 838 057. Còn đối với những chị nào mà muốn làm đại lý, muốn làm chi nhánh, hoặc là muốn gọi là muốn có một cái thu nhập ổn định về một cái dòng sản phẩm chất lượng thì hãy nhanh tay liên hệ cho em. Bởi vì cái dòng sản phẩm này khi mà mấy chị nhập sĩ số lượng về bán lại, hoặc là nhập về gọi là team làm hệ thống bên em á, gọi là team bán hàng bên em á, thì sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi về cái lương cứng và lương thưởng của bên em nha mọi người. Hãy nhanh tay liên hệ cho em để sở hữu một dòng sản phẩm kem body cực kỳ chất lượng, và đặc biệt là kiếm thêm một cái nguồn thu nhập rất là tuyệt vời cho tất cả các chị em, luôn luôn tạo niềm tin uy tín cho từng khách hàng, cũng như là luôn luôn phân phối sĩ toàn quốc toàn tỉnh. Đã rất là nhiều chị khách gọi là miền Bắc, là miền Nam, miền Trung, miền Nam Trung Bộ, miền Bắc Trung Bộ đều muốn làm hệ thống bên em rất là nhiều. Nên mọi người trong cái video này đã thấy được cái dòng sản phẩm siêu hot, siêu chất lượng, và đặc biệt là dòng sản phẩm cực kỳ an toàn đã tung ra thị trường như thế này, thì mấy chị nên nắm bắt cơ hội để kiếm thêm thu nhập cho chính bản thân mình, cũng như để giúp cho chúng ta được tự tin hơn, tỏa sáng hơn rất là nhiều nha. Mọi người hãy nhanh tay liên hệ sớm cho em qua cái Facebook bên em là Facebook Nguyễn Bác Cứng BC Cosmetics, hoặc là qua cái Facebook bên em là Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái trang bay gờ bên em là BC Cosmetics chính hãng đó. Thì đây là dòng sản phẩm gọi là siêu phẩm hot và đặc biệt là rất cần cho mọi làn da, làm trắng da rất là an toàn. Và bye bye, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công nha. Bye bye.